Ngọc Trượng. Xử lý tinh tế, đây là cơ hội. Một không cho cao thủ DTS. Bàn thắng được tính cho Thắng Đen. Cuối cùng sau hàng loạt cơ hội thì bàn thắng cũng đã được ghi, và người tận dụng được thời cơ trước là DTS. Xuân Dương đóng tổ đôi, và đó đương nhiên rồi là bàn thắng. Với Tuấn Bảo thì không thể có sai sót trong pha bóng vừa rồi. Hiếu Can Tê cùng với các đồng đội đã để Tuấn Bảo có quá nhiều không gian và thời gian và bản năng. Đội dứt điểm, tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Thế Anh 28. Không ai khác cả, đó chính là Thịnh Can Tê. Thời gian thi đấu còn rất dài. Phần nào đó thì Đạt Trề đã mắc lỗi phòng ngự 1-1 trong pha bóng này. Chỉ cần một pha ốp lưng thôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Pha xử lý rất hay. Đối mặt. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Coca. Một pha phối hợp hay của các cầu thủ trẻ bên phía Coca dưới sự dẫn dắt của Bầu Lập. Người đã ghi bàn cho các cầu thủ Coca đó là Quân Cancelo. HG La Giang đã không thể tận dụng thành công. Nguy hiểm. Đại Từ đang chiếm ưu thế với những tình huống cố định. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Đại Từ. Một pha phối hợp quá hay. Một cách rõ hơn.